Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với những phần song ngữ ha. Tại vì mình ôn song ngữ thì khi mà mình lái xe ở trên đường á thì mình đọc bảng hiệu là mình hiểu hết ha. Và nó an toàn hơn khi mà bạn lái xe rất là nhiều. Bài kiểm tra sẽ bắt đầu bằng câu số 1 ha. When approaching a traffic signal displaying a steady yellow arrow, drivers should slow to a stop if it is safe to do so. Khi đến gần một tín hiệu giao thông hiển thị mũi tên màu vàng ổn định, người lái xe nên dừng lại chậm nếu mà thấy an toàn. Cái này cũng giống như ở Việt Nam thôi ha. Câu số 2, người ta để là chấm 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 greatly increase stopping distance and severity of crashes. Câu trả lời đó là high speed. Người ta có nghĩa là câu hỏi này có được dịch là điều gì làm tăng đáng kể khoảng cách dừng và mức độ nghiêm trọng của tai nạn? Đó là tốc độ cao. Mình ghép vô câu hỏi ha. Tốc độ cao làm tăng khoảng cách dừng và mức độ nghiêm trọng của tai nạn. Có nghĩa là không lái xe quá tốc độ. Ý câu này là như vậy ha bạn ha. Câu số 3, this road sign means, tức là traffic signal ahead, tín hiệu giao thông phía trước. Câu này thì dễ thôi ha. Câu số 4, drinking coffee after drinking alcohol has no effect on blood alcohol concentration. Uống cà phê sau khi uống rượu không ảnh hưởng đến nồng độ cồn trong máu. Có nghĩa là nhiều người người ta tưởng là uống cà phê sẽ làm giải rượu hay gì đó, nhưng mà không phải nha, không có tác dụng. Chỉ có thể là nghỉ ngơi cơ thể nó sẽ tự động giải rượu khoảng hơn một tiếng á nha các bạn, 1 tiếng 15 phút. Câu số 5, this road sign means steep grade ahead. Biển báo này có nghĩa là dốc lên phía trước. Khi mà nhìn cái biển này ai cũng hiểu hết ha. Thì là nó có cái xe tải xong nó có dốc nghiêng lên á. Câu 6, an approaching driver fails to dim their high beam headlights. Where should you look? Toward the right side of the road. Người lái xe đang đến gần, không làm mờ đèn pha chiếu sáng của họ. Bạn nên nhìn ở đâu? Nhìn về phía bên phải của đường. Có nghĩa là người ở lái xe đối diện mình buổi tối, họ để đèn chiếu xa, chiếu thẳng vô mắt mình luôn. Thì mình bị hoa mắt mà. Cho nên là cái cách của mình đó là nhìn về phía bên phải của đường để mình thấy đường chạy, chứ không có chiếu xa lại họ nha. Ở một bài kiểm tra khác nha các bạn. Để thử cái nào. Bắt đầu bằng câu 1 ha. This sign means do not enter. Biển này thì dễ rồi. Tại vì cái biển nó để thẳng cái chữ là do not enter luôn. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là dấu hiệu này nghĩa là không vào. Đường một chiều ha, đường thường người ta hay để đường một chiều á. Câu số 2, this road sign means a road turn from the right. Biển báo này có nghĩa là một con đường nối với nhau từ bên phải. Câu số 3, this sign is used to warn drivers about an upcoming curve in the road. Biển báo này dùng để cảnh báo người lái xe về một khúc cua sắp tới trên đường. Có rất là nhiều biển báo là người ta để, nó sẽ lúc mà mình ôn thi á, có nhiều câu hỏi trùng lặp, có nhiều cái biển báo trùng lặp, nhưng mà câu hỏi thì người ta để khác nha các bạn. Câu hỏi người ta sẽ hỏi khác đi một chút, cho nên là khi mà đọc thì mình đọc cẩn thận ha. Câu số 4, before switching on the ignition, you should be sure
all of the vehicle's occupants have buckled their seatbelts. Trước khi bật máy đánh lửa, bạn nên, có nghĩa là trước khi mà khởi động xe, để khóa khởi động xe, thì bạn nên chắc chắn rằng tất cả những người ngồi trên xe đều thắt dây an toàn. Bên đây là bắt buộc nha. Nếu không là cái người mà cầm lái sẽ chịu trách nhiệm hết, trả tiền phạt hết cho tất cả mọi người không đeo dây an toàn nha. Là 25 đô một người thì phải. Ở những bài luật giao thông trước thì mình đã có nhắc đến cái điều này ha. Các bạn có thể theo dõi cái bài trước. Cảm ơn các bạn. Giờ mình qua câu số 5 ha. Your first response to reduce visibility should be reducing your speed. Phản ứng đầu tiên của bạn đối với việc giảm khả năng hiển thị, có nghĩa là phản ứng đầu tiên khi mà mình thấy điều gì bất thường ở trên đường á, đó là đầu tiên mình phải giảm tốc độ nha. Reducing your speed. Câu số 6. If a flagger is directing traffic in a construction zone, you must follow the directions given by the flagger. Nếu người cầm cờ đang chỉ đạo giao thông trong khu vực xây dựng, bạn phải thực hiện theo các chỉ dẫn được đưa ra bởi người gắn cờ. Cái này là hoàn toàn đúng nha. Đặc biệt là nói về cái chỉ thị thì đó là đặc biệt ngay trường học nha. Ngay trường học là tuyệt đối là phải tuân thủ luôn. Để người ta bảo vệ trẻ em rất là tốt ở đây. Cảm ơn các bạn đã học cùng mình tới đây ha. Đây là mình đi đại hội ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ á. Xa ơi là xa luôn. Ngày hôm đó là chồng mình phải lái xe lái đi lái về, tại vì mình cũng có việc á, cho nên lái đi lái về 4 tiếng luôn. Tội nghiệp ghê luôn. Mà ở vùng Đông Bắc, đặc biệt là cái chỗ này á, đặc biệt là cái khu này nè, là rất là nhiều người là từ khá đến giàu ha. Các bạn nhìn khung cảnh và nhìn những ngôi nhà của họ là các bạn biết rồi ha. Đi đường hai bên rừng xanh ngắt luôn. Nguồn nước thì rất là trong. Đó, các bạn thấy không? Lúc mà đi đến cái biển mà ghi chữ stop là mình phải dừng hoàn toàn luôn. Rồi ai đến trước thì đi trước. Nhà hai bên đường rất là đẹp luôn. Các bạn có để ý thấy những cái vết nứt ở trên đường không? Đó là do là thời tiết á. Thời tiết thay đổi nhiều quá cho nên là lúc mà mình mới qua đây là mình cũng bị thời tiết nó dập te tua luôn. Thời tiết thay đổi là đường á, nó nóng lạnh thất thường thì đường nó nở ra xong rồi nó nứt rồi nó co lại. Cho nên là bạn thấy trên đường á, người ta luôn luôn là người ta sửa sang đường, chứ không là nó cứ nứt hoài như vậy. Còn đây là khung cảnh đi chợ Bình An ha. Chợ Bình An là chợ của người Việt á, bán đồ Việt Nam không à. Chủ cũng là người Việt luôn. Rồi chợ Bình An đây là cũng gần nhà mình, và gần nhất là ngay chỗ trạm xe buýt. Bây giờ mình đi vô nè. Đó, bữa đó mình đi mua giá, tại vì mình bị khàn tiếng nên là mình mua giá, mình về mình luộc mình uống. Để coi rau nè. Ồ, rau cải ngọt nha. Rau cải ngọt.
Rau muống. Wow, rau Việt Nam rau gì cũng có ha. Rất là thích luôn á. Ôi, rau cần tây à. Yeah, rau cần tây.